vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 4. Trong chương trình sẽ có các thông tin nổi bật sau đây. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống còn 6,2% trong năm 2016. Giai đoạn 2016-2020, Quốc hội đặt mục tiêu thu nhập đầu người tăng gấp rưỡi. Quan hệ giao thương Việt-Anh vẫn còn tiềm năng phát triển ở nhiều lĩnh vực. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Philip Hammond đang có chuyến thăm tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mặc dù quan hệ hợp tác kinh tế song phương đã có nhiều bước phát triển tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Anh đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh như tài chính, ngân hàng, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, khoa học công nghệ. Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ Anh thúc đẩy sớm ký chính thức và phê chuẩn EVFTA nhằm hiện thực hóa những lợi ích mà hiệp định mang lại. Việc ký kết EVFTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Anh trong thời gian tới. Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Anh ông Philip Hammond cho rằng với thế mạnh tài chính, công nghệ Vương quốc Anh có thể trở thành nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam thông qua những hoạt động hợp tác hướng đến việc hỗ trợ chuyển đổi từ một nền kinh tế sản xuất kinh doanh sang nền kinh tế tri thức, chất lượng cao, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Giao thương giữa Việt Nam và Anh đã tăng gấp đôi kể từ năm 2010. Tôi tin rằng vẫn còn tiềm năng để các doanh nghiệp và sản phẩm của Anh phát triển ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cao, y tế, năng lượng và tài chính. Anh hiện đứng thứ hai trong EU về đầu tư vào Việt Nam. Kim ngạch hai chiều đạt 5,4 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Thưa quý vị, theo báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á Thái Bình Dương vừa công bố sáng ngày 11 tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Thế giới World Bank đã dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 là ở mức 6,5%. Tuy nhiên, ngay sau đó thì World Bank đã đính chính lại dự báo này và hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống còn 6,2%. Theo giải thích của ông Sandeep Mahatra, chuyên gia kinh tế trưởng World Bank tại Việt Nam, hai yếu tố tác động đến việc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế là thứ nhất, sự suy giảm chung của nền kinh tế toàn cầu cùng với xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã gây ra sự tăng trưởng âm trong nông nghiệp trong quý 1 năm 2016. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm nay cho thấy, tăng trưởng GDP trong quý 1 năm 2016 của Việt Nam chỉ đạt 5,46% so với mức 6,12% trong quý 1 năm 2015. Thứ hai, tăng trưởng xuất khẩu năm 2015 đã giảm xuống mức 8% do giá thực phẩm và giá nguyên vật liệu giảm, và chỉ được bù trừ phần nào bởi tăng xuất khẩu sản phẩm chế tạo. Trong khi đó, nhập khẩu lại tăng nhanh, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu ròng bị giảm nhẹ. Cũng theo dự báo của World Bank, lạm phát năm 2016 của Việt Nam sẽ ở mức 3,5%, nợ công tăng lên ở mức 63,8% GDP. Trước đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã đưa ra một con số lạc quan hơn về mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2016 là 6,7%. Thưa quý vị, ngày hôm nay, trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, Quốc hội đã thông qua mục tiêu thu nhập đầu người trong 5 năm tới. Theo đó, thì vào năm 2020, thu nhập bình quân của người Việt sẽ tăng gấp rưỡi so với hiện nay. Theo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, Quốc hội đặt mục tiêu tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân tăng từ 6,5 đến 7%. Theo đó, GDP đầu người năm 2020 khoảng từ 3.200 đến 3.500 đô la Mỹ, con số này của năm 2015 là chỉ hơn 2.100 đô la Mỹ. Như vậy, thu nhập đầu người của Việt Nam sẽ tăng gấp rưỡi trong 5 năm tới. Để đạt được các chỉ tiêu này, nghị quyết đưa ra các giải pháp cụ thể. Đầu tiên là tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế. Cơ quan điều hành cũng cần đánh giá và xây dựng lộ trình tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch trong từng lĩnh vực ngành nghề. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ cần được thực hiện linh hoạt, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, phấn đấu kiểm soát lạm phát dưới 4% các năm đầu kỳ và 3% vào năm 2020. Lãi suất phải được điều hành linh hoạt theo diễn biến lạm phát, tỷ giá theo tín hiệu thị trường và tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, thì tổng nguồn vốn dự kiến giải ngân trong năm nay là gần 66.550 tỷ đồng, trong đó có khoảng 500 tỷ đồng hoàn ứng, số còn lại sẽ được thực hiện và giải ngân ngay trong năm nay. Trong tổng số nguồn vốn dự kiến giải ngân có hơn 17.700 tỷ đồng là vốn từ ngân sách nhà nước, hơn 16.300 tỷ đồng là vốn trái phiếu chính phủ và 32.000 tỷ đồng là vốn ngoài ngân sách. Trong 3 tháng đầu năm, nhiều dự án giao thông được đưa vào sử dụng. Các tuyến đường cao tốc trong giai đoạn 2016-2020 như Dầu Dây, Phan Thiết, Nha Trang cũng được ưu tiên đầu tư.
Bên cạnh đó, dự án nhận khá nhiều sự chú ý trong thời gian vừa qua là sân bay Long Thành cũng được chú trọng đầu tư. Thưa quý vị, con số sẽ được đề cập trong chuyên mục Mỗi Ngày Một Con Số ngày hôm nay là 29%. Đây là tỷ lệ mẫu thủy sản kinh doanh có chứa dư lượng hóa chất và kháng sinh cấm tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng vừa qua. Theo đại diện Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản thuộc Chi cục Thành phố Hồ Chí Minh, trong 143 mẫu thủy sản kinh doanh được đem kiểm tra hàm lượng thì có đến 41 mẫu bị phát hiện dư lượng hóa chất và kháng sinh cấm. Có 3 loại hóa chất bị cấm và hạn chế sử dụng trong ngành thủy sản bị phát hiện, trong đó chất Lycomacit dùng để vệ sinh ao hồ nhằm diệt rong và ký sinh trùng có thể gây ung thư, chất Enrofloxacit là chất kháng sinh nhằm mục đích trị bệnh cho tôm cá nhưng bị cấm sử dụng bởi có thể gây đột biến gen. Chất thứ ba là triclofon cũng dùng để vệ sinh vùng nuôi tôm cá, tuy nhiên có thể gây xuất huyết đường mũi, tức ngực, thậm chí là tử vong. Sau khi có kết quả phân tích, thì chi cục đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng các tỉnh thành kiểm tra, thanh tra những hộ nuôi, các điểm thu mua có mẫu chứa dư lượng chất cấm để xử lý và ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, chi cục cũng yêu cầu các hộ kinh doanh thủy sản trong chợ, đặc biệt là chợ đầu mối Bình Điền, lập hồ sơ quản lý chất lượng, cập nhật thông tin người bán, người mua tôm cá hàng ngày để dễ truy tìm nguồn gốc khi xảy ra sự cố. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay với các thông tin nổi bật sau đây. Tổng công ty điện lực Việt Nam EVN dự báo tiêu thụ điện tăng mạnh trong tháng 4. Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp dệt may có nên lấy giá làm lợi thế cạnh tranh?